Cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vào sáng 7 tháng 3 năm 2020 cung cấp rất nhiều thông tin liên quan đến trường hợp nữ bệnh nhân mới nhất dương tính với COVID-19 ở Việt Nam. Như truyền hình Báo Thanh Niên đã thông tin, sau 2 tháng rất cẩn trọng và giữ gìn, đêm 6 tháng 3 năm 2020, Hà Nội đã công bố ca dương tính với COVID-19 đầu tiên. Bệnh nhân là một cô gái 26 tuổi, nhà ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình. Bệnh nhân đã có một chuyến du lịch dài ngày ở châu Âu, sau đó trở về Việt Nam, ngồi ghế 5K hạng C, tức hạng thương gia trên chuyến bay số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines, hạ cánh xuống Nội Bài lúc 4 giờ 30 ngày 2 tháng 3 năm 2020. Trên chuyến bay đó có cả thành viên đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đi công tác tại Anh trở về. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà riêng tại địa chỉ ở phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân có đeo khẩu trang trong suốt quá trình từ sân bay Nội Bài về nhà riêng. Trong thời gian từ khi trở về nước đến khi nhập viện, bệnh nhân tự cách ly tại phòng riêng, hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình, không đi đâu, không ra khỏi nhà và vẫn đeo khẩu trang tại nhà. Thế nhưng bệnh nhân không khai báo tình trạng bệnh tật cho cơ quan chức năng trước khi nhập cảnh. Điều này đã gây hệ lụy đến hàng trăm người liên quan. Bộ Kế hoạch Đầu tư ở trên phía máy bay thì có thể nói là qua phân tích cái số ghế thì hai cái trường hợp mà ngồi thì đều cách xa trên 4 đến 4-5 mét, cái 4-5 mét, và cái luồng đi thì nó lại đi ở bên kia, hai lối đi. Thế cho nên là mà chị này chị ngồi ở ghế 5K thì là chỉ có một hàng ghế một mình chị giáp. Thế và tiếp theo đó thì hiện nay chúng ta đã làm rõ được là cái máy bay này đã có bay 6 chuyến. Và sau 6 cái chuyến bay này thì cái người mà nguy cơ lây nhiễm cao nhất là cái chuyến bay này bay luôn sau đó vào lúc 6 giờ 30 sáng của ngày mùng 2 bay vào Sài Gòn. Và cái hành khách mà ngồi cái ghế 5K này là nguy hiểm nhất. Bởi vì báo cáo các chí là cái người quá trình chị này chỉ ngồi đến mười mấy tiếng ở trên này. Thế và cái bài học là cái virus này là nó ra nó lây nhiễm thì nó là trên từ tay nắm cửa cho đến tất cả các cái dụng cụ là nguy cơ cao nhất. Và nói gần, tiếp xúc gần, nói bắn ra là cao nhất. Thế cho nên cái hành khách này mà chúng ta đã làm rõ được 6 cái chuyến bay thì có 5 người ngồi ở ghế 5K. Thế còn một chuyến thì không có 5K. Thì trong 5 cái người này thì chỉ có một người Việt Nam, còn lại là 4 người là người nước ngoài. Chỉ có chuyến bay từ Hà Nội đi Sài Gòn và hành khách này đã đến Sài Gòn. Thế còn lại các chuyến bay khác là đều bay từ Sài Gòn đi Anh ngược lại Sài Gòn. Và 4 chuyến bay khác là quốc tế, chứ còn nội địa. Thế và máy bay này hiện nay đã được Việt Nam Airlines dừng và đang tiến hành tiêu trùng khử khuẩn để báo cáo vệ sinh. Trước thông tin này, trưa 7 tháng 3 năm 2020, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã ra thông báo khẩn đến các hành khách đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân này. Theo HCDC, một số hành khách đi cùng chuyến bay sau khi hạ cánh ở sân bay Nội Bài, Hà Nội đã tiếp tục di chuyển trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Nội Bài vào Thành phố Hồ Chí Minh. Hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9 giờ 54 phút ngày 2 tháng 3 năm 2020. HCDC thông báo các hành khách đi trên hai chuyến bay này liên hệ ngay số điện thoại 0869 577 133 để được hỗ trợ các biện pháp phòng dịch bệnh COVID-19 cần thiết theo quy định. Liên quan đến cô gái bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19, hiện tại các cơ quan chức năng ở các địa phương đã phong tỏa, cách ly nhiều khu vực, đồng thời cách ly theo dõi hàng trăm trường hợp có liên quan đến bệnh nhân để tránh dịch lan rộng.